Đi đây, mình bảo cuối cùng xong cái tàu tiên tích mệt bãi cứng rồi. Sau bao nhiêu năm khổ luyện? Ai, 5 năm năm cái đầu ấy. Thì đây là hai tàu cứu sinh hai bên đây nhỉ. Ok thì nếu các bạn cứ chỉ cho là cái cánh. Ok thì hôm nay mình sẽ dừng video lại tại đây rồi. Lâu quá. Bye mọi thế. Người nhá. À, từ từ. Khoan tắt mọi người khoan tắt. Thì ấy, lúc này chắc dọn chết mẹ. Lúc này chắc dọn chết mẹ rồi này. Dọn tới bà luôn này. Rồi chúng mình đi ngủ nha, bây giờ là 10 giờ các bạn ạ. Bây giờ là 10 giờ.